Rồi thì bài tiếp theo của chúng ta sẽ là bài băng kỹ thuật băng bó vết thương. Bài này giảng thì ngắn, bài thì dài, thời gian thì ngắn, nhưng mà kỹ thuật làm thì sẽ rất là mất thời gian. Tại vì băng bó thì nó rất là dễ đúng không? Tại vì nếu như các bạn băng băng quanh quanh lại bình thường thì rất là dễ, nhưng mà cái băng 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 cho ra thì nó cho đẹp và đúng kỹ thuật thì các bạn phải mất thời gian để các bạn luyện tập. Thì trong cái phần băng bó thì các bạn thấy màn hình của mình chưa, màn hình trên chiếu chưa? Rồi thì về mục tiêu, rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì về mục tiêu của kỹ thuật băng bó là cái gì? Băng bó thì ví dụ như khi các bạn bị thương, ví dụ là bạn chảy máu, các bạn băng lại thì cầm máu không nào, thì đấy là một cái tiêu là tạo nên lực trên phần cơ thể bằng ép vết thương. Ngoài ra ví dụ như là khi các bạn hôm nay bạn học và bài bất động ngoại xương, thì trong bài bất động ngoại xương bạn có cái kỹ thuật là bài băng bó, các bạn băng số 8 hoặc là bạn băng số 8 ở chân hoặc vai, thì đó là một phần để bạn có thể bất động một phần cơ thể của bạn. Thì tiêu là mục tiêu. Ngoài ra ví dụ như là băng bó thì các bạn ví dụ là nâng đỡ các phần cơ thể khi bị thương hoặc là bị sa, thì nó ở đây các bạn cái đèn ấy, thì bạn sẽ thấy là chúng ta cần phải băng bó, chúng ta sử dụng cái cùng cái quần kỹ thuật băng băng chữ T để đảm bảo là gì, cái phần mà thỏi đèn ấy, phần mà ruột mà bị sạc ở phía ngoài ấy, thì chúng ta nâng đỡ là thương tức là nó không bị tổn thương đặc biệt, nó không bị sạc ở phía bên ngoài chẳng hạn. Hoặc là bạn thấy là cái phần nâng đỡ này hiện nay về mặt thẩm mỹ thì chúng ta sẽ thấy các bạn như là các bạn nữ ấy, nái nữ chúng ta dùng rất là nhiều, các bạn thấy không? Bên đây chúng ta sử dụng cái băng bó không bụng ấy, đặc biệt là trên các bạn nữ muốn eo giảm chẳng hạn, hoặc là trên những cái người mà trên những cái nữ mà mang sáu sáu sinh ấy, thì chúng ta họ sử dụng cái băng bụng để băng ép nó lại. Đấy. Thì đấy là một cái phần mà có thể là cái bài kỹ thuật băng bó này chúng ta một phần chúng ta áp dụng đúng không? Tiếp theo nữa là ví dụ là khi các bạn già hoặc sinh như cơ sống tại khu nề chẳng hạn,
thuật ấy, thì hai trong kỹ thuật mà bắn ấy, thì trong chúng ta có hai loại kỹ thuật là bắn chéo bị thương và bắn ép bị thương. Thì bắn chéo thì mục đích là chúng ta thương thôi, nhưng mà bắn ép thì chúng ta phải tạo ra một cái lực áp lực. Tại bắn ép nên bị thương thì mục đích là chúng ta cầm máu là phần lớn, hoặc là chúng ta cố định. Thì khi bắn ép thì chúng ta ở vị trí bất động gãy xương, chúng ta phải có thể bắt bất động ấy, chúng ta bắn ép này, hoặc là vị trên một vết thương mà bị chảy máu, chúng ta có thể bắn ép. Thì cái nguyên tắc bắn của các bạn thì khi trước khi bắn thì nặng bệnh nhân là như thế nào, ở tư thế thích hợp và thoải mái để bằng bằng dễ dàng để bằng bắn. Hoặc ngoài ra ví dụ là bạn giải thích được quy trình băng cho bệnh nhân, cũng dẫn bệnh nhân được là để hợp tác được cái tư thế như thế nào, quá trình băng như thế nào, cách theo dõi băng, ví dụ như băng băng quá chặt thì nó dẫn đến tình trạng gì, cái tuần hoàn ngoài vi là mà bị về băng ấy. Băng thẳng có hỏi gì không ạ? Rồi mình đi vào tuần tiếp theo, và cái tuần hoàn ngoài vi nó giảm thì nó dẫn đến cái tình trạng có khả năng gì khi bằng bằng ép mà bằng bằng ép, và đặc biệt là bằng 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 chặt thì có thể là cái tình trạng gì có rô và giảm được tuần hoàn ngoài vi, thì dẫn đến cái tình trạng nó có thể gì nó không đủ máu, lượng máu để nuôi dưỡng cơ thể, tức là phân giữ cái vị trí bắn của bạn, thì dẫn đến cái tình trạng có khả năng là nhiều ở cái thời gian lâu dài, có thể thời gian hồi từ chẳng hạn. Thì các bạn cũng lưu ý, ngoài ra thì như là trong cái bắn thì các bạn xem tự là phải bạn trước khi bắn thì bạn phải xử lý các vết thương hở, biển chuyển từ vết thương hở này, các bạn phải xử lý vết thương hở và bắn bỏ vết thương hở này trước thành vết thương chính trước khi bạn làm. Cái phần này nó thì nó liên quan đến phần kỹ thuật trước chăm sóc vết thương mềm cho các bạn, thì các bạn sẽ học phần này trong một số bài tới. Và sau khi băng thì bạn xem thử là băng cái băng này nó có nó đảm bảo cho bệnh nhân hay không, đảm bảo là gì. Vì nếu các bạn băng thì các bạn thấy là mình số băng số lượng nhiều thì mình nghe băng chúng ta có thể thì nó chúng ta cái dụng cụ hay là vật dụng mà chúng ta băng nó có thể cái tình trạng ngứa cho bệnh nhân chẳng hạn, tình trạng ngứa cho bệnh nhân chẳng hạn, nhưng không thoải mái. Đó là một cái phần mà bạn lưu ý trong quá trình mà theo dõi tình trạng băng của bệnh nhân. Và một nguyên tắc tiếp theo nữa là khi băng ấy thì luôn luôn có một cái nguyên tắc, luôn luôn tất cả các loại băng các bạn lưu ý là các bạn băng băng vào hai vòng đầu tiên để dùng để cố định, thì bắt đầu hai vòng đầu tiên để dùng cố định và sau đó các bạn sẽ băng tất cả, và sau đó các bạn sẽ theo tất cả kiểu loại băng và các bạn băng theo kiểu từ kia từ vùng trí thì bạn dùng vùng vùng cả vùng có thể, thì bạn đánh giá vào luôn sau khi bạn xong bạn đánh giá về mặt tinh hoàn của phần vùng dị vùng đăng, thì các bạn đánh giá như thế nào thì bởi đơn giản như ở đây thì gì, thì bạn ở đây bạn cầm cái tay của bạn cầm cái tay phía bên còn lại bạn thật thiệt chặt và bạn xem thử là cái tay dấu hiệu cái tay phía dưới cổ của bạn nó dấu hiệu như thế nào. Vì có thể là ví dụ như các bạn thấy màu sắc của cái phân chi ví dụ cái tay của bạn có thể đổi sang từ từ cái màu da của bạn chuyển sang màu tím chẳng hạn, hoặc là bạn cảm giác là có những cảm giác là tê rần tay, thì đó là những cái dấu hiệu mà khi bệnh nhân khi sau khi băng xong thì bạn phải cần phải theo dõi cho bệnh nhân, theo dõi như thế nào bạn phải hướng dẫn cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể bảo những cái dấu hiệu đó, hoặc các bạn có thể theo bạn có thể biết được. Và sau khi những cái trong nhiều trường hợp đó thì chắc chắn là nếu bạn mặc có chặt thì bạn có thể gì nới rộng và bắn ra. Nguyên tắc tiếp theo nữa là chúng ta giữ theo tư thế cân nặng. Thì tư thế cân nặng chân thì luôn thẳng, tay thì ở tư thế vuông góc. Các bạn thấy chúng ta có loại băng thì chúng ta có bạn có loại bùng này. Băng thì chúng ta có thể loại băng loại các loại băng bằng cotton tông này, băng băng thun này, loại băng băng cao su này. Thì băng cao su này thông thường chúng ta làm sử dụng làm băng băng tạo thành dây cái rối thì bạn sẽ su. Ngoài ra có băng các loại băng gì là băng mà nghĩ như các bạn thấy như hiện nay chúng ta nghĩ như chúng ta trời nóng mà chúng ta sử dụng các
là bắn có tấm á, thì mà hoặc là bắn thương thì nó rất là nóng, chúng ta có thể bắn được là bắn gọi là bắn lưới, và chúng ta có thể bắn lưới để khi nó có giao thông chứ không chỉ giao thông lưu thông giữa giữa trong vùng trong và vùng ngoài để hạn chế tình trạng ẩm ướt và chính vì cái ẩm ướt này nếu như các bạn sử dụng nước ẩm ướt này nó sẽ khi cái mồ hôi nó thấm ra bên trong và là tạo thành cái môi trường ẩm ướt, và nếu như cái vết thương ở môi trường ẩm ướt nó rất là nhiều thì lại bị khả năng gây ra tình trạng là nhiều trên vết thương mà nhiều hơn nhiều, thì chính vì vậy mà nó tùy thuộc rất là vào vào cái vấn đề tức là cái vết thương mà bạn xử lý như thế nào thì bạn có thể sử dụng các vật liệu cho nó phù hợp. Ngoài ra các bạn thấy đây là về hình ảnh là loại băng mà có sử dụng là băng bột với băng thạch cao ấy, thì bạn thấy hiện nay chúng ta có một số loại kim và ngày xưa nha bạn băng thạch cao hoặc bỏ bột ấy, thì đấy cũng là một loại băng để bỏ bột thì sử dụng loại băng thường kết hợp với vải để kết thành thạch cao cho các bạn. Thì một số cái nguyên tắc khi các bạn sẽ băng thì chúng ta sử dụng là các kỹ thuật đầu tiên là sử dụng băng cuộn. Thì cái băng cuộn đây các bạn thấy chúng ta sử dụng loại băng cuộn thì chúng ta sử dụng như là cắt cầm băng thì chúng ta cầm băng theo cái phần đầu và phần đầu và mặt bạn của băng và băng thì chúng ta băng theo từ cấp chỉnh nó và chúng ta cũng băng theo cái nó ở vòng tay vừa đều vừa vừa phải không quá chặt và cũng không quá lỏng, thì cái phần này thì các bạn cần phải khăn để các bạn biết được là cái phần kia là người bắn ấy, thì bắn như thì ở tốc độ ở mức độ nào thì các bạn vừa phải, tuy nhiên cũng có nó cũng tùy thuộc vào các vật liệu của bạn bắn những cái bắn thúng ấy, thì tại vì có nó sẽ có dạng thì có thể là bằng bắn là chặt hơn, nhưng tuy nhiên đối với cái bắn vải ấy thì nó cũng có sự có dạng thì các bạn sẽ bắn như thế nào vừa xịt nhưng cũng không quá rộng quá rộng để nó có thể có tạo ra áp lực cho trên cái vết thương. Và một nguyên tắc tiếp theo nữa là cái vòng bắn hay là cái vòng son sáu thì nó nằm chồng lên 1/3, 1/2 đến 2/3 ở cái vòng bắn trước. Thực ra cái này vừa là tác dụng đẹp đẹp về cái vết thương mà vừa tác dụng về mặt thẩm mỹ nữa, thì tặng về mặt bằng sáng từ vết thương này nó sử dụng khoảng cách nào từ 1/3 đến 2/3. Nếu như 1/2 thì nó giãn ra, còn 2/3 thì nó dài, thì cái khả năng đẻ ép quá thì nó sẽ tạo ra áp lực thì nó nhiều hơn, thì bạn sẽ xem từ vị trí của tức là cái vết thương của bạn có nhu cầu ở mức độ nào. Thì các loại kiểu bắn cuồng cơ bản cho các bạn thì các bạn thấy rằng có cả loại sắc cũ và loại cái bắn cuồng cơ bản. Thứ nhất là bắn bằng cuồng thì các bạn sẽ thấy nó sẽ kể trên đây là cái bắn rạc cuồng, các bạn có nhìn thấy và nhìn thấy hình ảnh rõ có chỉ có rõ không? Cái băng rắn cuộn là nó giống như con rắn được cuộn tay cuộn của bạn thôi, hai sáu sáu thì hai băng bắn của bạn, các bạn bắn cái cuộn thì cái băng này nó chỉ là nó không có tác dụng đè ép mà nó chỉ là có thể là khâu là bao phủ lại cái vết thương cho các bạn. Thì cái băng rắn cuộn này các bạn có thể sử dụng ở tại thương cũng khá nhiều. Tiếp theo nữa là băng xoắn ốc, thì băng xoắn ốc mà gần cách làm thì gần tương tự như cái băng rắn cuộn, nhưng mà cái khoảng thời khoảng cách đấy nó nhỏ, nó thu hẹp lại. Thì cái bắn bắn sổ ốc này trên thực tế chúng ta áp dụng rất là nhiều ở tại bệnh phòng cũng như là tại các hiện trường cũng như bệnh phòng. Thì cái bắn bắn sổ ốc này thì nó vừa tác dụng chi bóp cổ bị tương mà vừa tác dụng là chè tạo áp lực để e lên bị thương, hạn chế để hạn chế tình trạng chảy máu ngoài chảy máu ngoài ví chẳng hạn, thì bắn sổ ốc này thì sẽ áp dụng. Ngoài ra bán chỉ nhân thì thực ra cái bán chỉ nhân này là trên thực tế chúng ta ít khi dùng hơn vì lý do là khi bán này nó mất thời gian rất là nhiều, nhưng mà bán chỉ nhân này nó áp dụng là cái gì à, khi các bạn rửa nhẹ kỹ bạn thấy dấu cái dấu chỉ nhân này, thì dấu chỉ nhân này thì nó sẽ làm cái tạo cái lực áp đè ép trên cái vết thương ngay tại vị trí này nó nhiều hơn so với là cái bán số ốc. Thì chính vì vậy mà người ta phải đưa ra cái bán chỉ nhân, nhưng mà thực tế trên hiện nay chúng ta khi dùng cái bán chỉ nhân tại vì cái bán chỉ nhân này chúng ta làm thì rất là mất thời gian, nhưng mà bằng Sculap thì bạn vẫn có thể thực hành trong cái tập loại cái kiểu bán này. Tiếp theo nữa là bán số 8, cái bán số 8 ở tay thì có nó khi bán tại trên một cái mặt một đường thẳng ấy thì nó gần gần tương tự như bán chỉ nhân, nhưng mà cách bán nó không tốt khác, nhưng mà sau khi bán xong thì bạn sẽ thấy là gương tương tự như con vị nhân.
Tuy nhiên nếu băng thứ tám thì nó thiên, tức là nó là một kiểu băng rất là phức tạp. Phức tạp là gì? Nó tùy thuộc vào từng vị trí mà nó có thể ra hình dạng nó khác nhau. Ví dụ là băng số 8 ở vai thì nó sẽ hai vai và phần vai và chủ trọng vào vai nào. Ví dụ là cả bằng băng mà chủ trọng cố định gãy xương đòn thì nó khác hơn với cố định cũng là băng số 8 như cố định gãy xương đòn, các bạn sẽ băng sẽ cắt khác. Nhưng mà đối cố định mà gãy vừa gãy xương đòn nhưng mà kết hợp với lại là gãy xương sườn thì các bạn cũng vẫn sử dụng băng số 8 nhưng mà cái hình dạng ra nó khác hơn. Cái phần này các bạn có thể là thực hành ở tại phòng SQLab để các bạn dễ dàng để các bạn nhận biết ra được. Tiếp theo nữa là băng vùng đầu, các bạn thấy trên hình ảnh của bạn ta băng vùng đầu. Thì băng vùng đầu hiện nay giờ ấy, thì gọi là chúng ta gọi băng vùng đầu hay là băng hồi quy. Thực tế thì chúng ta có những cái vết thương ở vùng đầu chúng ta có băng như thế này, nhưng mà thực tế thì chúng ta hiện nay chúng ta ít dùng hơn. Thì hiện nay chúng ta dùng sử dụng cái gọi là mũ lưới, là thay vì các bạn băng cuồng đầu như thế này thì các bạn có sử dụng, tại vì vùng đầu như thế này sẽ rất là khó, đặc biệt là trên những cái người mà có tóc ấy, thì nó sau khi cuồng sóng á là nó sẽ bị rơi ra ngoài. Sóng cuồng sóng thì khả năng bị di lệch nó rất là cao. Thì chính vì vậy hiện nay giờ tiểu sử dụng có một số loại là nó như thế nào, nó trông giống như cái mũ trong đầu của bạn ấy, và đi phẫu thuật ấy, có cái mũ trong đầu để có bằng bề dạng bằng lưới và trong đầu nhưng mà chặt thì nó ôm nguyên cái đầu của bạn thì nó sẽ đỡ mất thời gian hơn cho nhân viên y tế hơn. Tiếp theo nữa là cái phòng cuối cùng nữa là cái phòng băng vòng, thì các bạn chỉ cần là băng tại chỗ. Nó tiến hành thì nó gần tương tự như cái băng băng rạch cuộn hoặc là băng bắt cuộn, nhưng mà thay vì nó kéo ra một thời gian dài, kéo ra một khoảng khoảng chiều dài, thì đấy là băng băng vòng tại chỗ, băng băng lưu vòng tới. Thì cái phần này chúng ta cũng áp dụng rất là nhiều trên thực tế, và cái kỹ thuật này thì nó rất là tiện cho các bạn. Rồi, ngoài ra thì các loại băng, ngoài sử dụng các loại băng cuộn dài thì chúng ta có thể áp dụng các loại là băng treo. Các bạn thấy băng băng giáp hoặc là băng treo lên, các bạn treo các bạn áp dụng ở tại hiện trường cũng như là ở tại bệnh phòng chúng ta cũng áp dụng rất là nhiều. Thì phân tiếp ấy, thì các bạn phải lưu ý là sau khi băng xong thì bạn làm gì, các bạn vẫn cần phải theo dõi băng. Thôi mình hỏi là mình nói đi nói lại với bạn rồi là sau khi băng thì mình phải theo dõi tình trạng tuần hoàn của bạn. Thì tại vì chúng ta có thời gian, nhưng các bạn có thể ngồi ở vừa nghe, các bạn vừa bóp cái tay của mình đi, tức là lấy cái tay bên kia các bạn bóp tay mình và bạn vừa bóp thiệt chặt để bạn xem tự là cái dữ của tuần hoàn như thế nào, thì các bạn phải cảm nhận nó như thế nào. Thì các bạn bệnh nhân nó cảm nhận như vậy trong quá trình này các bạn băng, nếu như các bạn băng quá chặt thì bạn sẽ cảm giác nó hình dạng nó như thế nào, màu sắc da nó như thế nào, với tuần hoàn như bạn cảm giác sơ nó như thế nào, mặt nó như thế nào vân vân. Thì các bạn thử một lần hoặc bạn thử đi, hoặc là các bạn có thể lấy một cái gì đó bằng một tay của bạn lợi dụng làm giống như một cái dây caro ấy, và sau đó các bạn xem thử là cảm giác của bạn nó như thế nào. Thì tại vì sao mình khuyến cáo cho bạn để làm cái này, để mục đích là các bạn gì, các bạn trải nghiệm rồi thì các bạn bảo biện mới biết được là cái trải nghiệm của mình nhân vật như thế nào. Tại vì bạn chưa trải nghiệm bạn sẽ rất là khó để các bạn biết được. Thì một số cái đặc biệt là trong ngành y, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm, nếu như được các bạn trải nghiệm được thì bạn sẽ thấu hiểu và hiểu được mình nhân nhiều hơn. Đặc biệt vì nó là khi bằng bán sau này các bạn họ bạn học ở trên Bắc ngay ở Huế, càng ngày hình như là nhiệt độ càng ngày càng nóng ấy, thì các bạn đang về Huế mặc dù là trời sẽ se lạnh buổi sáng, nhưng mà vì như là đặc biệt là trời nóng, trời nắng chẳng hạn, khi bằng bám vào mà đặc biệt trời nắng thì bạn cảm giác như thế nào, thì các bạn sẽ thấy, bạn sẽ hướng dẫn cho bệnh nhân. Khi các bạn cảm giác được thì bạn sẽ thấu hiểu được bệnh nhân và các bạn sẽ chăm sóc bệnh nhân sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì đây là một kỹ năng gọi là kỹ năng đồng cảm, cũng như là đồng cảm cho bệnh nhân. Và theo dõi tuần hoàn thì sau khi băng xong thì cái thời gian theo dõi nó như thế nào, thì bạn tập tập 5 đến 10 phút thì tùy thuộc vào từng loại. 50 phút tuy nhiên đối với trong trường hợp mà bạn làm cái rối thì các bạn chỉ ra trong vòng 3 đến 5 phút, bạn phải có thời gian là 3 5 phút bạn mới cái rối lần, nhưng mà tùy thuộc vào họ cái có cái gai lá sẵn mà chỉ hướng dẫn theo xử lý. Thì khi mà có những cái vấn đề mà bạn tuần hoàn thì xử lý như thế nào,
rất là đơn giản, các bạn chỉ mở ra đúng không, thì nới rộng ra thì nó tuần hoàn nó bắt đầu nó tiếp lặp lại, và bạn bắn thì tốc độ bắn bạn giảm thì tốc độ bắn nó vừa phải để cho các bạn để hại cái tình trạng tổn thương tuần hoàn. Rồi thì đây là một bài mà mình dạy khá nhanh, cái bài thứ hai mình là cái bài mình phải dạy khá nhanh cho các bạn. Như cái bài này thì các bạn thực hành các bạn thì sẽ thấy vui hơn, có nhiều bạn sau khi thực hành xong, sau khi bạn bỏ xong ấy thì các bạn chụp ảnh, các bạn làm một cái sâu thời trang rồi các bạn chụp ảnh vân vân, thì tỷ lệ nó các bạn sẽ có một thời gian vui vẻ trong khi các bạn học thực hành cái bài bạn bỏ này.